Và tiếp theo, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bùi Văn Bằng thực hiện. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả. Trong niềm vui tràn đầy phấn khởi, các cựu học sinh Văn Đức nơi viễn xứ cùng tiến về tham dự ngày hội ngộ lần thứ 10 tại Trung tâm Công giáo Việt Nam California, Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019. Trường thành lập năm 1957 do Linh Mục Pelado Nguyễn Xuân Thu và chính Ngài làm hiệu trưởng. Trường thuộc giáo xứ Lộc Hưng, giáo hạt Chí Hòa, Sài Gòn. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, trường đã đổi tên thành Bạch Đằng do nhà nước quản lý. Thầy và trò đều tứ tán đi khắp nơi. Đến với hội ngộ lần này, ngoài quý thầy cô, cựu học sinh tại Cali vùng phụ cận, còn có hai linh mục cha Louis Phạm Đăng Quang thuộc dòng Oratory, thành phố Rock Hill, tiểu bang South Carolina, cha Giuse Phạm Văn Diệm đến từ Chicago, và thầy Lê Đình Bảng lần đầu tiên đến tham dự sau 44 năm xa cách. Và mở đầu thánh lễ, Linh Mục Louis Phạm Đăng Quang chủ tế thánh lễ mời gọi mọi người hãy hướng về ngày hội ngộ lần thứ 10 của trường Trung Tiểu học Văn Đức. Tri ân tình nghĩa thầy trò không thể đối với mày làm nên. Chúng ta tri ân thầy cô là những người đã cho chúng ta con chữ. Thế nhưng chúng ta cũng tri ân nhau, tri ân những bạn bè cùng chung một mái trường năm xưa. Giờ đây trên đất khách quê người, biết bao nhiêu những hồi ức trở lại với chúng ta. Đúng 44 năm tôi được gặp lại quý thầy cô, lòng của tôi bồi hồi khi nhìn thấy một thầy ngồi trên hàng ghế, tôi một ghế thôi ở trong nhà thờ, bước đi run rẩy. Điều đó chứng tỏ rằng tuổi già đã biến đổi chúng ta, nhưng già như thế mà vẫn đến với Văn Đức. Ngày hôm nay tôi rất xúc động. Anh bạn có hỏi Thu, hội cựu học sinh Văn Đức có giá trị ra sao, thì theo như Thu nghĩ thì hội cựu học sinh Văn Đức có giá trị là để cho mình duy trì sinh hoạt của tất cả các thầy cô và các em ở đây, và cũng để nêu cao tinh thần văn hóa và truyền thống của Việt Nam ở hải ngoại. Đối với chủ đề tình nghĩa thầy trò đã trải qua năm thứ 10 của Hội Cựu Học Sinh Văn Đức, để nhắc nhở từng người nhớ đến cái vai trò của mình đối với các bậc làm thầy cô giáo, thì đã thể hiện cái tinh thần đem cái sự hiểu biết của mình đối với các thế hệ đàn em và những người học trò, thì xác nhận được cái ơn nghĩa, một dù một lời nói một tiếng cũng là tiếng để mà dạy dỗ. Xin anh có thể cho biết cái cảm nghĩ hôm nay, anh không phải là học sinh của Văn Đức, nhưng anh trong cái tính cách cũng như là một người học sinh đến với tham dự cái buổi hội ngộ, anh cảm nghĩ như thế nào? Tôi là Đào Văn Định, là một người đồng hương của rất là nhiều anh em học sinh Văn Đức tại Việt Nam. Và tôi rất biết Linh Mục Hiệu trưởng cũng như Linh Mục sáng lập trường Văn Đức là những người đã có tâm huyết trong việc xây dựng giáo dục. Ngài lấy tên Văn Đức và Ngài muốn giáo xứ của Ngài cũng là vừa giáo dân cũng như giới trẻ được phát triển về văn và về đức. Anh tham dự, anh cảm nghiệm thấy cái hội này nó có cái giá trị như thế nào về cái đời sống văn học? Đối với tất cả chúng ta là cái thời học sinh là một thời rất là quý báu và không bao giờ chúng ta quên. Thì tất cả những kỷ niệm của thời học sinh đã sống lại với chúng ta trong những dịp như thế này, và chúng ta luôn luôn nghĩ đến nước Việt Nam Cộng Hòa. Một cái chế độ đã đem lại cho chúng ta một nền học vấn nhân bản và khai phóng, và nhờ cái sự giáo dục của trường chế độ Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta sau này khi lớn lên, một số người thì phải đi vào quân đội, còn một số đi vào
công chức để phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa, để luôn luôn giữ được cái đức, và cũng như cái trường của anh Bùi Văn Bằng có chữ đức, trường Văn Đức, đó là một trong những đặc điểm của Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù sống xa quê, các cựu học sinh trường trung tiểu học Văn Đức đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau liên kết thành lập hội, duy trì tình đồng môn khắp nơi và đã tổ chức thành công được 9 lần hội ngộ vào các dịp hè. Trong cuộc đời học sinh, hoài niệm về tuổi cắp sách đến trường là một kỷ niệm êm đềm, đáng nhớ để tri ân quý thầy cô cũng như gắn bó tình cảm bạn học. Và đặc biệt năm nay, hội thực hiện tập san kỷ yếu, nói lên tâm tình nhớ về quá khứ, hiện tại thực hiện chủ đề hội ngộ tình nghĩa thầy trò. Hội ngộ 10 là lễ hội của tình thầy trò, bạn bè, được bế mạc lúc 3 giờ chiều và sẽ là điểm đến của hội ngộ năm sau. Trong sợi dây liên kết chan hòa tình thầy trò và bạn bè, lan tỏa sự yêu thương đến với mọi người. Tôi, Bùi Văn Bằng, tường trình cho đài FPTN tại Trung tâm Công giáo California. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.